bán số không Nhưng mà bán không, ta gửi lên nhóc chứ không biết mà người nào thằng nhỏ lớn gì đâu mình đâu biết. Nhóc đang đóng, mình đâu biết ai ai đâu. Thằng tao không biết xài điện thoại, nó cho số tao có biết số gì đâu. Này nghĩ có thuốc rồi hả anh? Ủa giò của anh này bình thường lại rồi. Dạ. Nó quăng nó lọc ra hết rồi. Dạ. Ý gửi cây thuốc anh làm rớt rồi hả? Không, thuốc qua nó hết lọc rồi. À, thuốc bó đó ha. Dạ. Thuốc bị rớt rồi. Nó hết lọc rồi, không có bó nữa, bó thuốc khác. Cái chân bình thường là hết rồi. Bữa nay nữa là xong rồi. À, chắc do không thuốc không thầy. Thầy mà nói không thầy. Mấy thằng bạn vũ ra qua quán hỏi vũ đâu qua đâu làm được cái gì đâu qua qua cà phê cũng không có rồi thuốc không hút được rồi ngồi nhìn mấy mày tao thèm nha tao nằm nhà tao trốn mấy mày nữa rồi cùng cô bún cô vũ ra qua quý qua uống phê qua coi nó uống rồi cứu được đâu bởi gì thuốc cũng không hút nữa. Hổ bướm mà cắn mà xuống liền ông Tư là cái giò không bị gì hết trơn. Là đi xuống liền á. Có nhiều người người ta đi bệnh viện cái về đây trễ bị hoại tử. Là tôi nói đúng ra là con rắn này cắn tôi là tôi nói thừa vợ tôi bị cắn. Làm sao kỳ vậy? Tại vì tôi thường thường tôi giò cắn tôi lẹ làng lắm. Yeah. Theo tôi bước là nó cắn tôi cắn không kịp. Còn này mình đi chậm chậm mà cái đèn pin quay ngược đèn sau cho bác thấy đường đi nè. Dạ. Thành ra là nó mình đi chậm chậm nó quất mình được. Chứ tôi đi cái kiểu dò quất nhanh là không có cắn chân nữa cũng táp không kẹp nữa. Với lại thí dụ như muốn đi mình lên á cái đèn gọi trước thấy nó hơi tránh rồi. Gọi trước mình thấy mà mình bước nhanh bước lẹ nữa thành ra nó cắn không kẹp. Ừ. Như vậy đó mà nó quất tôi cái nữa là quất không được là không trúng đó. Cái sau á. Đây tôi bước quay lại gì nè. Tôi dòm nữa bà mẹ nó thong quất vô cái giò cái nữa tôi giật cái giò qua quanh gì là té chậm chân trước á dép tôi chậm mà xuống luôn chết luôn cũng cái giò này bị cắn tôi dậm nó luôn nằm chùm bẹp đó vợ tôi lấy cây đạp chết luôn bự không anh nhấn một vài cái chứ tôi đi lẹ làng lắm rồi giờ cắn có cắn chân nó cũng không kịp với mình đâu đi chậm đi ra thẳng bước đợi quả thành ra cái đèn pin dọi ngược ra sau nữa thành ra hổ bướm cắn mà cái giò không có bị gì hết trơn dạ đi ngay nó mất liền thì giò không có còn cọp nữa mình đi mình dắt vợ con theo cọp được nữa xui hôm qua lại quá đó vợ con đội đi theo chứ mà con đi một bữa là đi 8-9 giờ tối còn đi dưới vườn xu nó bẻ không có gì đâu thì bé xu ha dạ. Rồi, anh đi giấc mấy giờ? Giấc nó mới trăng dạng rồi. Ờ. Còn mấy bữa tôi bẻ trước là đi 7-8 giờ rồi mà có gì đâu. Đi cầm đèn pin đi mình đây nè. Không có gì trăng đó. Nói là em con là em vợ của Hai Sương chắc bác Tư biết mà. Hai Sương trên Đồng Đức á. Bữa nay nữa là hết luôn rồi đó. Cái này như là không có xuống nữa đó. Kìa thấy cái tay của nó lỡ quá. Bị phồng á. Dạ nó phồng mà nó lỡ nó lầy. Và nó ở bên chùa Phật Nhỏ. Dạ ở bên chùa Phật Nhỏ. Một rắn lợi hại thiệt chứ. Tôi có đồ ổn kìa cũng bị y. Với phần hai nữa là dắt đó mình thấy nguồn sáng cỏ mình cắt còn cái đường mòn đi thôi rồi chứ đâu phải là cỏ ôm tùm. Sao mà nó đâu nó nằm ngay đó nó banh mình không thấy nó đón mồi mà dạ. Gặp ông đi ngang tưởng mồi đớp liền nó bán số không nó làm gì mà nó nói công chuyện quá thì chắc ôm với số nếu đi cơ sở ôm với số như mua nhiều quá đi rồi ai bán
ông này gắn độc mà lại mau lành ha. Gắn độc thứ dữ mà không sao, nhờ xuống liền á. Tôi bị đi xuống liền luôn á. Nhờ xuống liền nhờ anh em ở sớm á. Năm đó xã đội nó đập ở đây chùa chạy ruộng mà thầy đó cắn chết hai thằng bỏ không mà con rắn này nó cắn mình đập chết là không sao Tư, chứ con rắn hổ là đập chết là cũng không được đâu Tư. Đập què cũng được bình thường chứ hả? Không được bình thường sao con mười tôi rồi đó, nó con rắn mà nó một cái gửi mà nó nhỏ rồi nó cầm rắn cầm cái đuôi sao phân xuống nắm cái đầu nắm đâu có tới đâu, còn như cái đầu á nó dư lòng thòng ngay chỗ rồi nó mổ nhỏ lên cái nè, rồi đó chắc khoảng 11-12 tuổi nó kêu chị nó cổng, rồi chị nó cổng cái nó chạy nửa đường nó nhức quá nhức gì hết nổi, nó chị ơi chị buông em chạy, rồi buông xuống nó chạy ở cho hè chạy tới cái nhà có hồi đó nhà có đồng dông á, rồi chạy tới cái nó chạy nó má ơi con bị rắn cắn rồi, quá với mấy người con báo mấy người lớn á, giờ mới ủa sao rắn cắn mà làm những cái cây đâm chày chứ không phải là dấu răng cắn nữa, rồi chở phí lên thầy thuốc rắn, rồi ông thầy thuốc rắn ông mới đặt ở diễn trường đó bác Tư, rồi ông mới đặt thuốc nó chạy nọc, là lúc đó con rắn nó rắn lọt nữa rồi thả, rồi nó kêu hồi đó đi kéo lưới kéo tép rồi kêu ba lưới cướp lưới mùng mình nè, rồi cái nó mới thả cái thằng cái tóc mà nó thả ra rồi nó xuống dưới luôn, nó chầm cái nữa, cái tóc khác cái tóc của dòng họ nữa, rồi nó đi kéo rồi sao kéo tới dính nữa là lên cái thằng bùa trâu á cho ông cậu sáu á, nó mới nghe nó ngừng trâu lại nó mới chạy cầm cái vô dốc chạy lại đó gặp cái nó đập chết cái nó đưa gánh cho cậu sáu, còn nói ông sáu ông đem về nhà ông mặn đi chịu nhậu với ông chơi, thì là ông gánh nó chết rồi là nhỏ nó nọc ngưng chạy cái ông thầy cũng gánh nó thôi vậy con gánh này gì giữ đi, gánh này bị đập chết rồi đó, rồi ông hết cứu rồi nọc nó ngưng chạy rồi nó không chạy nọc nữa, ngừng có rồi nhỏ bị ngạt sau đó thì chết gánh hổ thì làm nó chân hỏng dạ kéo làm đi đó kéo đoàn hộ hộ đất thì ra đó ổng nói giờ là con rắn chết thì thằng này ổng chạy luôn, ổng nghĩ cứu đâu có sao nhầm nhò gì người ta đập biết nhiêu nữa, bắt trong miễu bà chú xứ nó nhiều vậy mà trong hoài con vậy mà sao mà vậy mà cứu không được, tại ổng tại ổng làm không được chắc vậy quá ra đêm đó vợ con nó đập chết rồi mấy người kia nó trời ơi trời sao không bắt sống đập chết rồi không biết ổng sao trời kệ nỉ mẹ đi thế đi tới đâu về tới đó, chó đồ này kia cũng vậy người ta giận nó là đập chết tại cái ông cậu mời con là ông già của nó đó giận ông cậu sáu cũng anh em trong họ không à, mà giận ông này nó tại ông này là ăn đập nhắn nó ăn mà con không mới chết à. Đó ông thầy đó chị không được. Rồi ông thầy thì ông nó nhắn chết rồi giờ ông cứu không được, bây giờ là đờm nó kéo rồi. Lúc nãy thì nọc cũng đang chạy. Thế nó gặp mấy thầy cùng. Ông không biết đường đâu, nhưng bây giờ chắc ông học lớn qua chắc vậy quá. Thành ra nhỏ chết queo luôn. Bò bò gì tới hố lương đỉnh luôn. Vợ đẻ với cho đốc á. Nó nói về trảnh nó xuống nó cứu chơi đụng vừa về trốn mất tiêu tới nhà nhà nó trốn mất tiêu bỏ này chết nằm dưới này tao lên tới mấy ông già rồi bên đầu đặt bàn cầu an, tao nói thôi giờ đặt bàn cầu siêu đi, cầu siêu cái an gì nữa, rồi mẹ ông dòm tao hoài, tao nói ở đây cô bác anh chị em có người lớn có người nhỏ hơn tôi, người nào ở đây mấy chục người cả trăm người luôn mà người nào lấy lưỡi lam này nẻ ngón tay ngón chân nó nẻ chỗ nào có ra máu rồi tôi cứu nó sốc tới mình liều mạng cái mức độ đó mấy ổng chưa tin nữa, ông này dòm ông kia dòm ông nọ dòm riết cái chúng rồi cái ví dụ như mấy người mà bị mạch lương đó ông Tư sức thuốc này được không ông Tư? Được chứ mẹ nhã đó chắc mà bị mẹ nhã bà tiểu đường cũng như có ông nói bị mạch lương á mà
chị được không? Là không hỏi đâu. Vậy con rồi. Ngồi con chơi chút đi hả gì dạ? Ừ. Ừ, cho nó quay cho con hết, nó mừng. Vậy là cho cái ông đó ông hay là ông xuống ông Tư. Ừ. Ừ, rảnh chơi một lát con mày. Lát nướng cá là hai anh em quất một lít đi. Đó, anh có đi vậy ghé tôi nhận cái đó, có tôi nhận không? Lên mà đi không biết chừng nào lên, đi chưa có không nè. Ngần dây anh mày hả? Dây anh. Cũng năm nay 70 rồi. Vậy là mạch lương sức hết không Tư? Không, tùy theo mạch lương. Phải xuống ông Tư coi mới được ha. Coi mới được rồi, coi cái vết thương ấy. Nhiều khi cái mạch lương này không phải do mình chích thuốc mà nó làm mạch lương, mà do cái bệnh nhân nó sanh ra mạch lương. Ủa người có thằng nó ăn từ bàn giò nó ăn tới nó ăn. Trên lưng quần nè. Rồi lưng nó hai ba lỗ nữa. Mày lột miếng băng ra nó làm lục ục mũ nó sôi ra. Ồ thế ghê vậy. Đêm nay vậy mày cái trận nó hành nó giúp mày ngủ con được nha. Ừ. Nó còn về nó nhất tự em luôn. Ừ. Vậy nó nằm mỏng nhức nhó dần ngủ một cái sáng mà... Chứ hết nọc rồi nó hết nhức không lúc mà còn nọc rồi nó mới lấy về á. À mới lấy về ha. Mới ghim thuốc. Từ nó này nhức á. Rồi hồi không nhức. Không nhức nhó vậy. Nó có nằm lại rắn trần quạp đó. Cái lại lường đỏ là nó nặng nhất. Con này lường trắng. Lường trắng thì nó ấy, còn lường xám xám nó cũng đỡ đỡ một chút. Lường trắng nó nhẹ nữa. Xám xám màu xám mà nó có nút gùi đen ở trên. Ừ nó nhẹ. Lường trắng nhẹ. Cái bọ cái đầu nó đưa ra cái nhành bên đây phụng ra như mũi tên vậy đó. Mũi con vậy đó. Ôi. Nó. Chân quạp tượng đầu ảnh gì. Thường thường nó nằm thanh tròn không à. Nó thanh tròn như cái chén vậy đó. Đúng rồi. Nó đi nó thoát không à chứ nó không bò như người ta. Nó có nhảy vậy nè. Ngộ ha. Ừ nó bò nó nhảy vậy đó. Lúc mà tôi lợi tôi cái trước chứ không phải nó bò như người ta. Các lại kia người ta bò rồi này kia người ta kiếm mồi. Anh thoát vậy rồi cái anh kiếm chỗ nào êm cái anh dúng dúng cái mình anh xấy xấy đất cát anh núp anh trốn. Do nó ngụy trang. Anh ơi anh dẹp cái mình anh đập hai bên bụi cát nó bay lưng anh rồi anh thấy êm rồi thôi anh nghĩ đập. Ngụy trang y gan con gắn đuôi chuông thì nó họ đó trốn với chuông bát ruột nữa mà chuông bát ruột bởi vì nó cắn tôi một cái rồi tôi quay lại tôi nói tôi dính kẹp không à thì nó dính thằng tăng á nó chết rồi vợ tôi bị dính kẹp rồi. Còn rồi cắn con mạnh lắm bị tại cái sức nặng con đi rồi con với đi nhanh thôi. Nó quất tôi nhảy nó phóc quất con cái nó con giật gò qua trên thì nó té chạm ngay trước khỏi chân dép mang con dậm xuống luôn. Gắn nó cũng tới số. Dạ, dậm xuống làm trăm đẹp luôn, nó không có đi được rồi vợ tôi lấy cây đập luôn. Phải nó đừng có cắn nó đâu có chết. Bởi vậy. Nó không cắn thì tôi đi luôn rồi. Đi luôn rồi. Bởi Đức Phật Tổ ngài trên đường ngài đi thế khất thực xin cơm rồi gặp con rắn nước nó nuốt con ếch. Nó cà eo eo Phật mới dừng lại Phật. Mới hỏi con rắn nước một ngày người ăn được mấy lần. Rắn nước buộc phải hả con ếch ra. Nhả con ếch ra trả lời với Phật. Chắc anh Tâm con điện nữa rồi đó. Đứng khỏi con quần con cả ngăn cái gặp này. Bò mất đút cổ. Như vậy đó bà cái thằng con cô bảy tôi nó chết rồi ông Lâm ơi, con bò tôi mất tiêu luôn rồi, bây giờ kiếm nó vô đồ cũng không thấy luôn nữa. Cái tôi nó đi kiếm vòng 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 hồi lại tới bốn bụi tre đó mà con bò nó đứng giữa trong này nó ngồi nó đứng với nhau. Nó nhờ mà rồi cái tôi mới nói nó con quẩy tôi tên tám tám ư con bò của mày nó trong đó kìa cái đâu cái lợi cái gặp bò hỏi chết mẹ vì sao dắt ra ông Lâm mà không biết cái sao nó vô đó không biết sợ nó làm vô hay thiệt dùng tre mà dán nhện gai nó bỏ cái này không nè
mà bốn bụi trồng hai hàng, bốn bụi nó đi về bỏ cái câu với nhau trơn mà chính giữa là bọn thang à mẹ gì mà nó đem trồng được hay. Tôi nó hỏi tôi vậy đó, lộn còn nước mà chạy ra mấy nhà ngoài mà mượn cái dao vô còn lộn mà chặt đường sở đường dẫn bò ra chứ làm sao đem ra được, dọn gai á. À, dọn gai dẫn ra mà lúc đem vô thì đâu đem hay á bởi vậy à, người phước mặt phước mày mà cái chừng tôi dọn gai chặt một khoảng trống bự ra gì là mới dắt bò ra được ở trên núi luôn hay gì ở trên đồng bằng bên trên những trường kia trên cái đốc trên đó à. Đó tôi ở đó xứ của đó 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 đi chân bò nhỏ lúc 15 tuổi đem vô đó giấu luôn đem vô đó giấu luôn. Rồi ông ở núi cấm chỗ đó hồi đó giờ có thấy gắn hô mây nào bự bự không? Tôi chưa thấy. Chưa thấy hả? Lên mới có mai mới 10 năm mà. À. Chưa thấy. Bữa nay sao xuống trễ vậy chị? Tại ngày chắc đỡ hơn hả? Đỡ rồi. Cái trắng mình chỗ nào con chỗ này? Trắng ngay đây nè. Con rắn đó to không chị? Bự ngón tay chút. Cái dấu phòng chỗ này hôm qua còn im yên. Con nó đỏ không? Nó hơi nhìn nhìn muốn xẹt. Cái đuôi nó đỏ. Vậy là cái lùn đỏ nó từ nó lùn đuôi đỏ. Nó màu gì? Nó màu xanh. Màu xanh luôn. Nhưng mà nó màu xanh như cái lá cây mình vậy nè. Mà cái đuôi nó đỏ. Ủa rắn lục chứ không phải là rắn tùm lọc à? Không, cái này rắn lục. Lục mà thịt chỉ nó độc mà. Lục lõi đầu đùa á. Lục đầu đùa. Rắn lục đầu đùa nó độc. Không ghi để không bị rắn trong độc tự cắn. Hình bà này mình ăn vô có độc luôn á. Mà cái ông kia bị chằn bọc tượng cắn mà hết hết trước. Ừ, tay chân không có gì chỉ sưng lên thôi hả? Sưng lên hết à, mà xẹp rồi hết à, bình thường. Trời ơi nè, cái giò tôi đi xe quạt nè mà đi cắt thịt à, đi một tuần lại nó bị hoại tử đi cắt một tuần lại. Ôi trời ơi. Đeo bác sĩ Tùng 3 tháng trời, một ngày 150 tính 3 tháng trời. Cái thịt mày hiền. Tại cái thịt tại thịt thằng khác gì? Thằng khác chôn rồi. Tại thịt chỉ độc. Quậy quá quậy, bữa nay bớt chân hả con? Dạ bớt. Thuần vậy đó hả? Nó còn nhức không chị? Nó chỉ là cái thịt sưng nó nhức thôi chứ trong đây này nó không có nhức. À. Nó còn chân phù cũng. Ngày hôm qua anh con bó thuốc rồi không có kiếm thuốc nữa cả. Dạ không. Không biết chị có bị tiểu đường không ta? Dạ không. Trời ơi nếu tiểu đường lại dò tôi cơ rồi đó. Vì là do cái thịt của mình nó thịt độc. Nó độc thôi. Thịt nó độc. Nó lên sức thuốc đỏ. Ừ, nó còn còn á. Cái này mình có về mình mua thuốc vũ vô thêm không? Không con. Mua tốn tiền nó không có trừ hết được. Cái đó mình chích mấy cái phòng nó cho nó ra chảy nước ra hết được không ông Tư? Vậy chích cho nó bể sức thuốc đỏ vô anh Cành. Chích bây giờ anh chích đó. Ừ. Nhưng cho nó mau hết. Bữa nay tới ông bác sĩ Cành này. Mấy bữa gài bác sĩ nữ. Vợ của ông bác sĩ Cành. Thay phiên. Bữa đó ai chỉ chị xuống đây? Dạ cháu. À, cũng biết ông Tư. Tại vì nó biết rồi. Cái tay nó bị phồng lên gì nè. Một cánh là có nó đó đó. Rồi cái đầu nó móc nó chở đi liền. Nó phồng vậy đó. Ngộ. Mà yên tâm xuống ông Tư thì mấy cái vết phồng này thì sau này nó lành chân rồi hết. Nó lành lại hết hả? Nó không có bị thẹo rút gì hết. Thịt cháu này nó độc con. Dạ. Cái thằng kia cũng bị trước con rồi, bữa nay nó đi được đá gà được rồi, không ăn được chạy thuốc con gà cho nó. Ông kia bữa nay bình thường là con ăn thì cũng giống lục, đầu rùa giống Tư nói rồi. Giống lục đầu rùa là cũng độc nhất. Dạ, nhà con không dám uống, giờ con uống nóng rồi. Mày không uống thuốc thì tao không dám nói. Bữa nay mày không lên mày cân thử cho tao thấy mày giảm chừng 4kg. Dạ con gái con giảm nữa đó. Gái còn giảm cân nữa hả? Giảm giống cái lúc trước quen cái cô kia cơ hả? Cô ăn ít rượu mà con sao mà cô mập lại nó cô ăn sao cô ăn ngày chứ không tới chén cơm nữa. Không tới những cơm mà cô ăn ngày chủ nhưng cô ăn có nửa con gà.
Ăn cơm ít hả mà ăn gà nhiều không? Ăn nửa con gà, nửa ký thịt bò luộc nữa. Nếu cô ăn vậy sao cô giảm cân được? Nhưng mà tùy theo cái cơ địa, ví dụ cơ địa mình nó mát là nó sẽ mập nha. Mấy cái chai thuốc rửa trắng dùng nó rửa nó gác. Chấm ở đây. Chấm. Ô thi gà. Đau gì? Nó là mình gác. Tại nó tốt lại, nó tốt từ cái da. Cái da nó khác nhiều nữa. Công nhận cái con rắn đầu rùa này nó lợi hại ghê. Phòng hết trơn. Không, cái đồng bề ngang đồng cây số mỗi loại đâu giữa đồng con. Gì hả? Trên nước đó hả? Ừ, loại trên nước. Loại anh đi kiếm bà kinh hay gì á. Ủa cái loại đó nó loại nước được sao bác? Ừ, nó nổi phình nè, không loại. Nó nổi phình mặt nước à? Rớt xuống nó đâu có chèm đâu. Nó nổi phình à. Con tưởng đâu rắn rụt nó không gọi nước rồi chứ. Không có. Loại nó kiếm lỗ khác xanh sáng gì. Rắn gì nó lội nước cũng được. Yeah. Mà đặc biệt rắn núi nó xuống nước nó còn nổi cao luôn. Anh sợ quá nó quơ lia đẻ hả? Nó lội từ mặt nước không lội, nó lội nước nha. Ừ, lấy ô chi gà lấy hết đi mua con. Lấy ô chi gà sức nó đỡ cho anh không ra. Bên đó có mấy mục nữa đó anh kìa. Thì nó lại diệt khuẩn mình. Cái phòng của chị này nó cũng khác với mấy người kia ha. Khác hết. Mấy người kia nó phòng đen, còn của chị này phòng giống như là nó bị giống như một con đô nước vàng. Ừ, phòng nước á. Phòng nước sôi vậy. Ừ, giống như phòng nước sôi vậy. Phòng kia nó phòng tới trong thịt luôn rồi. Ừ, mà còn con thấy một số người xuống ông Tư đó phòng một phòng đen luôn, đen siêu. Đúng, tới thịt rồi nè. Tới thịt nạc rồi nó mới cắt đứt mạch máu. Cái chỗ này làm như còn nước hay gì anh Cần? Dạ. Nó đen lắm. Cái chỗ này. Ừ, bên đó nữa đó. Vì cháu gái này nó mập quá, mỡ nó không phòng được. Mỡ mát á. Nó nổi ngoài. Công nhận cái con rắn này lợi hại ghê mà. Cũng vì ra hái đậu rồng đó. Ờ mà nó thích đeo mấy cái đám nó nghe đậu rồng nó thích đeo nó. Nó tiệp màu nữa. Tiệp màu á. Ừ. Không phải, không biết sao đậu rồng ông. Ông kia nó leo lên nút mặt á. Dạ. Rồi rắn mối rồi leo lên bắt ông. Dạ. Ảnh cũng leo lên ảnh bắt rắn mối. Con này gần con kia. Đúng rồi. Thì trong cảnh tượng của Phật đó. Thì ra ngày mới khui phía bên đây hả? Cái này chỗ này còn không? Ngủ đó. Ờ. Hết. Hết. Có khách hàng gì đây không? Không. Cái dấu vợ chồng thằng bán giấy số chưa xuống nữa chưa? Ờ, chưa xuống nữa. Nói nào xuống mới điện, còn không xuống nữa. Nói thôi, nó hết bệnh, nó ở nhà, bán giấy số đây. Lo cái thân nó chi uổng. Cái thân mà không lo chứ lo. Nó không cần nữa. Ừ, thấy hết người ta không có cần xuống. Cũng rõ tôi cho còn sức cũng được mà. Thuốc đỏ của mình mới nấu đặt không con cứng không? Sụm mèo. Chán không? Chán. Ủa thấy mình làm tính con sao này thấy dung tô chừng nó quậy thấy còn nửa tô. Dung tao, ổng quậy chưa được nửa tô rồi. Lúc quậy ổng nấu chưa được nửa tô rồi. Bởi vậy tao thấy nó gọt cái chát không? Tao thấy đầy tô chắc đầy rồi. Tao làm tin tao vô rồi chừng nấu lại ra dòm lại còn nữa tô. Ừ. Kỹ thuật chưa cao. Phải theo dõi nó mới được. Ờ tao nấu vậy ngon. Ý nói là ông một đẹp. Keo đó, ông một keo đó sao mà nấu cái con xịu quá. Có liếm thử sao biết ngon càng. Ngon rồi. Ủa có nêm nếm nữa ha, càng có xì cành. Nấu thức đỏ có nêm nếm nữa. Đừng
bà mà cái mặt nó nổi như lát như này kia, đen đen thâm thâm đó mà do máu huyết nữa. Thì rừng bà nó có kinh nguyệt, nó kinh nguyệt nó không đều, nhiều khi nó bị chẳng nổi chán mà bữa đó bữa không còn chỉ ngồi đây ngập này nổi trên rừng chán này nè. Ừ, nó sằng chùi nó giống như là cái giác không chị, như một cốc nhỏ mình vậy. Con rợ nhóm chạm mà nổi trên nguyên gồ lên cái hai gò má với trên trán không à. Mình đây đâu có thuốc đó, qua ông thầy hai ổng hút thuốc cho nên để thay đổi máu huyết mát mẻ cơ thể nó. Mình bảo mỗi tháng nó rụng trứng mỗi tháng. Nước gì mà tan cành nhiễm xuống lưng trời. Ừ, đổ mồ hôi hả? Trời ơi. Tập trung gì vừa đâu, tập trung quá mà đổ mồ hôi. Ý, đứng đây quay mà còn sức mồ hôi nữa nè. Hai em quay thôi. Còn hàng tôi. Mà nó khô nè. Cái đó nó khô, nó làm cực kỳ. Nằm này nằm ngoài cái lớp da mỏng thôi chứ nó không vô thịt đâu. Giống như bóng nước vậy mà. Bóng nước nào mà da. Bóng nước. Giờ nó tăng tăng nó ngứa. Ngứa là lành đó. Ngứa là lành đó. Ngứa vậy là mừng rồi. Chứ đừng mơ đó. Bỏ một tư nó nhanh lắm. Đi lên không tao lấy cây tao đập thấy bà nội vậy. Bỏ là lợi hại chứ. Mấy đứa sớm bẩn cây mẹ. Hả? Mấy sớm mấy đứa ngoài mình bằn băng bột bỉ. Phải không nhà chưa rửa không? Chứ không phải con cháu mình. Không, mấy đứa vô nhà biết. Giờ mình ngắt đậu rồng rồi còn muốn luôn á. Không có, em đâu ngắt đậu rồng đâu. Cỏ á. Em cỏ á. Giờ mình cỏ như gan chối vàng đậu rồng á. Ừ nha. Ừ. Bảy con bì tôi nó không tay người ta mày nắm được. Rồi nắm tay của bà kia. Giờ dập dò coi bà kia bà cự bà chữ. Nó rồi mẹ sao cầm nắm được. Nên ta làm ta trị bệnh không nổi. Không nổi. Người ta trị bệnh, còn mấy ông không trị bệnh mà ông nắm tay người ta. Quá tài. Phân bì á. Có ai trên thành phố quá cự không? Thôi, tay nó nhẻo rồi. Rửa tan cái đi rồi hay lợi sức. Dạ, vệ sinh cái tay mình trước đi. Hôn tắm. Mà không, ta gửi lên nhóc chứ không biết mà người nào tặng nhỏ lớn gì đâu, mình nhóc đâu biết. Đang, đúng, mình không biết ai ai đâu. Thằng ta không biết xài điện thoại, nó cho số, tao có biết số gì đâu. Này nghỉ có thuốc rồi anh Gạch? Nghỉ rồi. Này sức thuốc rồi. Nghỉ 2 bữa rồi được. Này sức thuốc đỏ không à. Ủa sao thằng không cà thuốc đen thêm ta? Khỏi luôn hả? Khỏi con thuốc đen đó thì cái vết lở. Ngày hôm qua cái cây thuốc đó, tự động nó rớt ra luôn. Rớt cái là nó hết rồi. Ừ. Hết mà tại vì chị nó thịt của chị nó độc quá thành ra nó bị lên còn ấy nè. Hết thuốc đỏ gì cũng hết đầy đủ rồi. Nó té xe chút xíu mà cái giò nó hẹo. Ý là té xe mà cái giò bị hoại tử. Thịt nó độc. Chị chạy xuống dưới đây mình đây nè hả? Không có, cháu mới chở. Gì hả? Gồm xã đâu? Nó đang đi mắc chở khách à. Ờ, cũng đi chở khách đó hả? Dạ. Như là chạy xe đò. Chạy xe đò thì mới cấm đó. Ờ. Cái vô thấy nó mát không? Ừ. Tính ra ông Tư chị dán cắn nước cấm cũng nhiều lắm à. Từ nhiều lắm. Từ giờ chắc mấy ngàn à. Ở dưới vùng đồng bằng mình ít nước cấm nhiều hơn. Mà năm nay cho nước cấm xuống nhiều luôn. Xuống nhiều. Ừ. Đó, nhỏ có chữa chứ làm xiên lên rồi mấy ông có gặp không? Không. Lên sớm quá đâu gặp. Ngủ trong mùng rồi gắn lục đỏ trắng. Dạ. Yeah. Còn chồng nó lên nó điện mà điện mà nó sợ nó nói chuyện rồi còn rung vậy đó. Ngủ trong mùng mà còn bị gắn cắn. Ừ, có chữa còn tháng nữa xanh rồi. Xanh đông đỏ. Nhất đó gần một giờ khuya rồi nó điện. Nhưng nó mới chín giá. Nó hỏi mà nó nói giờ chuyển vô bệnh viện rồi em nói đâu giờ tìm cách nào xuống tôi đi vài bữa hết. Hai vậy bữa. Mà thằng đó tin nha, sáng nó xuống. Hai bữa hết rồi. Ừ. À, nó sợ ảnh hưởng tới nhỏ. Rồi thay bé. Tại
tao không bóc mạch người ta nhìn mắt nó tao biết không có sao. Nó mà lờ đờ là nó ảnh hưởng không tôi? Không phải lờ đờ mà nhòm cái gân cổ nó. Phụ nữ bị nó hai thằng ở trong nhảy mặt gấp đôi. Còn nếu mà hư rồi là chỗ này nó bớt nhảy là nó không nhảy? Ừ, nhảy nó cũng nhảy mà nó nhảy yếu. Cái gân chánh, gân phụ. Nó phòng cái chỗ này nhiều ghê thôi. Nó cắn ở dưới đó mà phòng ở trên này nhiều. Ngộ thì. Vì trong mình nó xuất phát ra. Bữa nay nó có một cái mụn, cái mụn màu thêm không chị? Không, nó chỉ có quần. Không, vậy là ổn rồi đó. Ổn rồi, ngày mai, mai bớt nhiều rồi. Bớt mỏng mỏng rồi con, để dính áo quần chị. Mai xong bữa nó thì ấy rồi. Con coi con chó em. Mình cô chó nè. Nó không ngậm họng phun á, mau. Có nó biến nhanh nữa. Nhanh nữa. Dính nó dính. Ừ. Nó có nhựa. Nè, lấy cái thằng lần mà thấy móng tay nó không? Nó bấm vô bỏ mình cái là đầu đời. Như vậy thử. Rồi vậy là khỏe rồi, ngày mai nữa là hát nhiều rồi đó. Mình uống cà phê nước đá nha gái. Dạ con thử lắm thử con, bữa con uống. Con uống nó nhức, nó hành con chứ không hành tao. Rồi đứng lên chấm nằm chụp mô hình đây. Ý. Xong rồi đó, đứng lên chấm nằm chụp mô hình. Nay nữa 3 ngày. Nay 3 ngày thôi chứ. Nay 3 ngày. 3 ngày nữa tôi. Ca chụp gặp thì về rồi cho bà con cắn thì hết rồi, sáng ngày rồi tôi. Hôm kia cũng 3 ngày mới về trước. Cháu này mũi rồi. Hết rồi. Ngày mai xuống bữa nữa cái bắt đầu là khỏi xuống nữa đưa thuốc về sức hả? Dạ, hôm nay xuống coi để cho nó hết cái nói mà không đưa thuốc thì chấm sức. Dạ. Tại vì em buồn. Quên cái tiền không chạy. Hoàn tưởng thôi chỗ cho chị ra nhấn lục à, nó nói nội nó phòng da nhấn lục đó cũng phòng da. À, nhiều khi con gắn chạm gặp tượng mà bà không biết á. Bà nói nội cắn vết thương nó nâu đen thui rồi nó lục kia chạm gặp tượng nó dạng như cái con đường đỏ thì nha, là trên cái ấy nó hơi đỏ đỏ nó giết người. Nó có nút trong da, nó có nút đem đỏ đem đen bạc tượng rồi lửa đoàn cắn. Bởi vì cái nọc nó nóng nó mới phồng lên hả ông Tư? Phồng da mình đó. Dạ. Chứ con gắn lục nó đâu có phồng hả ông Tư? Không phồng. Nó sưng con cổ quần không kịp, không phồng da. Dạ. Bộ nó cắn nó sưng mau lắm hả ông Tư? Ồ, cổ quần nó không kịp. Mắt ghê. Quần. Ghê thôi. Đó giờ con mới nghe ông Tư nói nãy là có con chấn lục mà nó lội xong được. Con mới biết luôn chứ con tưởng đâu là nó không biết lội không. Tại vì con thấy nó nằm bên con thôi thôi nữa con lội không được. Nó có nói rớt cái nước nổi phình nè. Nó lội cái nước nổi phình nó lội ẹo ẹo ẹo. Con thấy con chiếu con răng mối mà thấy nó vậy đó mà nó xuống nước nổi phình. Nước không thấm trong mình cũng được. Yeah. Anh chạy trên mặt nước được mà. Cái con mà cái bốn cái vò cao cao đó ông Tư giống cái con kỳ nhông trên lưng nó có bốn chọc ha, con giống như con kỳ nhông kỳ đà đó ông Tư. Kỳ nhông kỳ đà mà ảnh dài vậy nè, nó dạ. Tay út à, nó chạy khơi mặt nước không à. Ừ, nó không có cái chân, nó không có lọt dưới nước luôn á. Không lọt đâu, đúng. Dạ. Mà nó nhanh thì ghê luôn á, mà cái lưỡi nó dài lắm nha ông cái Tư. Cái tốc độ nó chạy nhanh là ra nó nổi chứ nó chạy chậm là nó không chìm à. Không chìm, nó không chìm luôn. Cái vậy nó không thấm nước. Nó không lắm nước, nó cũng nổi phình nè. À. Mà bốn cái giò nó bơi trên khơi cho mặt nước không? Cái mình nó hỏng luôn. Anh mày quay, anh Năm mày, Năm quay, nó rồng Calabo gì đó, rồng. Rồng Nam Mỹ. Rồng Nam Mỹ. Cái đó kêu con nhông mình ở con cự đà. Tôm á. À, người ta cũng có kêu con cự đà nữa. Con kỳ đà nó không đúng, kỳ đà nữa. Này cự đà chứ không phải kỳ đà. Kỳ đà tôi nuôi cắn nè, chỗ Động Thiên Liêm đó, chỗ cái hang đó, một con đó tao đội chắc trên 500 kg. Động Thiên Liêm hả ông Tư? Ừ. Còn không Tư? Biết đâu, cả chục năm nay em không
ngay trên cái giọt nước xoáy chảy xuống tao, ông cồ đi đi xuống đó rồi giác cây dầm chèo mệt đi dựng cây nghỉ, ngồi trên dòm xuống thấy anh rút đầu công an, anh rút ra một cái lưng anh thôi bằng kia. Ồ, anh rút ra mấy sải, anh chung đông chắc anh ăn cua anh rồi đi chứ, vì cái giọt nước lên nhà ngần nó chảy xuống đó đâu 50-60 thước. Dạ đúng rồi, nghe gian cho cái hẳm luôn. Con tính lên chỗ đó đó mà con chưa đi đó. Rồi năm đó có đi lên tới đó, đó mà không có. Bác cháu mình ghé quán nó uống cà phê đó. Dạ. Từ công á. Dạ. Phụ ngựa nó đi dọc đường nó gặp con đâu 4-5 ký, tính nó tính dắt xuống đây. Đang nhậu, nhậu với tao á. Nó nói bắt nó làm thinh là dắt đi hoặc quà hoặc quả như chết. Gần tới rừng ruộng của nó để bên này tay, bên này tay tới 10 món. Đủ ngỡ nó dục kỳ ra vô xuống rừng chạy nó nghỉ nhậu luôn. Đủ ngỡ nó gạch cả tháng sau chưa lành, nó gạch cũng như dao mình cứ gạch vậy đó. Dạ móng giò vậy là lúc giác đi cái chỗ đông người nó chạy chết không được, vắng người, vắng người ra chết, vắng không có rừng nữa nó không chạy. Dạ nó nằm làm thinh giác hoặc qua hoài tới đó rừng đủ hoài tại nó bóng gì mà dục khôn dữ ta. Con vật nó có cái trí con cũng nói anh. Nó cũng biết cái mà giải thoát sao đó. Kêu là mánh lưới ha. Mánh lưới. Để tẩu thoát cái đường cuối cùng. Tẩu thoát. Cứu trong cái giờ chết của mình. Cái đó mà không cứu không được nữa thôi, nó hết bài rồi đó. Cái trời và cái tính giác xuống nặng nhậu với chú. Bữa. Có khi nào ông lừa ông thấy không? Ông lựa tao lên đó, bữa sau tao lên tới rồi mặt còn mười cái dấu. Dạ. đường bên này vậy là thiệt rồi. Đúng. Bị giác dai này nè, ruộng ngựa hai tay nó quấn vô mặt mà nó không giục, nó có cắn không tôi, nó răng đâu nó cắn. Nó chỉ vào vậy thôi, vào đau quá giục luôn rừng luôn chạy luôn. Tẩu thốn 5 ký à. Sao con đó hồi đó nó cắn có, bây giờ kiếm không có không tôi. Có, nó trốn hàng suối đó cơ. Giờ còn sao không, nhưng mà ai đâu mà thấy nó. Trốn. Nó trốn rồi. Bây giờ rồi, rồi đó rừng con lội con phải dạch. Dạ. Yeah. Còn giờ mày đi cây không có quẹt vô luôn mũi mình nữa. Không có xương nước gì quẹt đó. Yeah. Trống lỏng, đường đi bao la trống lỏng. Hết cây, hết rừng. Bây giờ phải trốn, núp. Hồi xưa cây rừng cây nào cái nấy khổng lồ. Bởi đức ông, đức thầy dẫn đức ông lên đồi đá dựng đó. Yeah. Đức ông với ông Út, ông Út là em vợ của ông. Có cái cây, đức ông quay qua nói đức thầy cho không leo lên cây đi, lội xuống suối. Nó ướt mình, ướt mẩy. Quần áo hồi xưa giờ đâu có như bây giờ. Thầy nó, ông cả với ông Út đi. Đi qua rồi đức thầy đi trước mấy ổng nữa, lội suối mà lên trước. Ổng đi cây cầu sợ té sợ trật rốt cuộc. Thầy mới hỏi ông cả với ông Út dòm lại cây cầu, ông đi bằng dòm lại gặp răng hổ mày. Ừ. Nằm dài như cây cầu hai ông qua đâu biết, dòm nó hú hồn vậy bằng đúng. Thưởng cái cây. Rồi đức thầy nói ông cả sợ gì đó, chư thần bắt cầu cho ông đi đó, khỏi ước mình. Và ông hú hồn hú vía. Chỉ có đức thầy đi mới gặp những cái cảnh tượng đó. Thấy mình dễ gì. Còn... bởi vì người đời người ta đâu có tin cái gì, mê tín dị đoan, không tin di tâm. Dạ. Yeah. Với lại người ta chưa từng thấy cho nên người ta không tin đúng không? Cảnh tượng trước mắt. Đi với ông Tư mà là nguyên 50-60 thầy chùa, mà thầy chùa nhỏ nhỏ không à, làm những khóa học đó toàn thầy chùa với cô giải còn nhỏ tuổi không à. Dạ. Yeah. Mặc đồ nhà tăng không. Rồi hỏi ông cồ với chỗ nào có sa nhân, mấy ông lấy sa nhân về uống tụng kinh cho nó thông á. Dạ. Yeah. Bị sa nhân nó thơm, con uống nó thông lắm. Nó thông họng hả ông Tư? Thông họng, sáng mắt, sáng tai. Dạ. Yeah. Sáng trí não nữa. Cái xe nhân nó... cái đó mình nấu uống hay là sao? Nấu uống. Dạ.
nó thơm dữ lắm rồi. Cây nhân cũ ở dưới đất nằm chùm chùm nhà trái con tay tay gai không như trái chôm chôm. Dạ. Tay tay chín con ăn ngọt ngọt chua chua. Lấy cái cũ nó nấu không thưa? Cái trái nó. Lấy cái trái không à? Ừ. Đó, rồi cây không xài không thưa? Đâu xài. Cái củ nó mọc lên con nấm ngang nó con nhỏ nhỏ lên có cái gốc chứ anh lên trái. Dạ. Còn hồng khấu nó cũng có trái vậy mà trái nó bự bằng chân cái cái cũng đỏ lòm vậy mà không có gai. Dạ. Hồng khấu thì ảnh không thơm bằng cây nhân, cây nhân nó thơm. Nhân là người xa là không ý nghĩa của trái cây người... xa nhân. Dạ, cây xa nhân. Ừ. Ông đi hái cây đó hả ông thư? Mấy ông thầy chùa ông cầu dắt đi hái rồi ông nào cũng niệm Phật lui cua lo hái lấy áo dài rồi túm cái vạt trước túm gì nè hái bỏ vô. Dạ. Chừng đi đụng gặp sao mà cái gì cao nhồng dòm lại rắn dãy bằng cái sàn sàn niệm Phật chụp lui không. Ừ. Ông nào ông lấy lá cùi chỏ bể đầu trễ dai gì có ông nằm bệnh viện luôn quá sợ bị té lăn đó. Có người con nghe nói khi dập rắn lớn có nó có người mất hồn là khùng luôn không tư? Ừ. Bệnh luôn, bệnh mấy tháng trời luôn. Mất trí. Không thành tâm tu niệm. À. Đi lên núi ông bà cũng như đi ba thằng mình, có mình ông lớn mà. Ví dụ gặp cái cục đá, cái miễu, cái chỗ người ta có lưa, cái ông cháu mình giái. Rồi tôi tên họ gì, mày tên họ gì, thằng Năm tên họ gì, xin chư vị sơn thần cho phép. Ba bác cháu tôi đi núi được, mạnh giỏi, bình yên. Có nói vậy thôi, đâu có gì đâu, tốn kém. Rồi cẩm hương nó xá ba xá đi. Rồi bình yên. Đi lên núi, bởi đã núi cấm rồi, con đâu nói vậy được. Nhưng mà con nghĩ núi nào cũng đẹp, tôi ra mà phải xin phép sơn thần. Đúng núi nào đó. Cũng có chữ vị sơn thần. Yeah. Bởi vì những cái hẻm núi đều có nghe đường đi, nó kêu cửa núi đó. Mấy cái hẻm núi. Mà bây giờ đi cái đường đi bộ cũng có cái cửa đó không tin. Con với mọi người đi cũng hay ghé ngang nó khóc cái hương cái giống như mình nguyện gái mình đi núi ra đi. Đường nào? Khỏe lắm, cái đường đi bộ trên núi Cấm hả? Đường đi bộ núi Cấm cặp với suối Thanh Long đó không tin. Kêu là cái cửa núi. Chỗ đó có cái cửa núi. Cửa núi là lên cái cửa núi hồi xưa đó kêu là cái nó dưới ô Tiết Xa. Không không, cái đó là ngày xưa, còn bây giờ nó mở cái cửa đường đi bộ mình nè, đường đi bộ nó cấm nè. Đường đi bộ là dưới Lâm Viên lên đó hả? Dạ. Còn cái đó dưới này xa lắm rồi, dưới dồ bà, dồ ấy. Dưới Điện Cái Quế này lắm. Dạ, dưới Điện Cái Quế. Ta kêu là cửa núi. Rồi đi qua cái đoạn chùa Phật nhỏ, khi mà đi xuống hết cái chùa nhỏ luôn, lúc dưới này luôn. Nó có một cái đoạn nữa, ta kêu là cái đường cùng, tức là mình phải nguyện giá sơn thần, mình đi xong mình. Mình trình tức là mình đi xong cái núi mình xuống xin phép mình đi về vậy đó. Ừ, cái đó nó đặt địa chuyện nó nói vậy thờ tùm lum thật là hồi không đó. Chỗ đó ta không có thờ, chỗ đó có cái đăng đá người dân đi ngang nó cắm hương là đi xuống giờ nó mở đường tùm lum nó đặt tùm lum thật là bán gì hết đi ngang đó là nguyện giấy cắm cái hương đó là xong đó. Quỷ ở trên núi bây giờ bày ra chỗ thờ nhóc thứ bài ra nhóc hết trơn gạt đá có chút xíu cũng để ba lư hương để cái bản chữ nho không mình cũng biết kiểu gì chứ trên núi đâu có mấy chỗ thờ đâu núi dài giờ cũng mở ra nhiều chỗ nè nhóc núi trước cái chỗ con đi ngay vô chích này lên chút xíu đâu có mở ra chỗ đó giờ mở ra quá trời quán xá nhóc luôn mở ra chỗ thờ cúng rồi kia nọ chỗ đã quà đâu còn ở trên không còn đã quà nằm bên kia đã quà nằm dưới bển còn nhà lớn lắm mà gì hả đã qua nằm dắt bên sân tiên. Ừ. Ở đó nhà to. Núi dài có sân tiên không? Có. Có sân tiên bên chỗ bên đó hình mấy cái cục đá hình này hình kia nhóc trơn thưa. Con này con kia đủ cánh thức. Cánh bên đó hình đá hình đẹp đẹp không? Có dịp để qua Phú Quốc. Để khỏe khỏe đi bớt mưa thì mình qua Phú Quốc đi tham quan chứ. Con thấy ông Tư chờ khỏe rồi chứ chờ phải khỏe gì nữa đâu phải chờ bão mưa bão bất bão ha. Ừ. Chứ ông Tư giờ thấy khỏe hơn ông Tết nhiều lắm. Đi Phú Quốc con một đi tháng giêng tháng hai tháng ba mùa khô mình đi không có mưa giông dạ không có mưa thứ nhất thứ hai nữa là để ghé đó hỏi mấy người đó còn ở đó không nhờ nó dắt mình đi mấy thằng gà chuột cấm không à ồ cái đó đi mới sướng. Ừ. Mà nó dắt qua đó
nó nói ngoài này chạy không đa, mình kêu không đa đòi, nhưng mình đi ba thằng, mình kêu không đa chở thằng vô đó, theo nó chở vô cái chung qua cái núi đó, nó chừng 200 thước à. Cái hang, cái hẻm núi gì đi đi qua bển cái, là mình qua thế giới khác rồi. Ủa? Nói tao khủng khiếp. Nó nói qua bển dòm trâu bò rồi này kia ấy, bằng đá không. Ồ, ngộ á. Ừ. Là ở ngoài Phú Quốc hay không Tư? Ngoài Phú Quốc. Phải không trời, hai mấy ông nội nó gặp Tư. Không phải. Nó dốc Tư. Đâu phải, nó dắt mình đi du lịch, nó dốc, nó đi là gài chuột cống bán. Chuột cống không biết nhỏ lớn gì, bự thì 150, nhỏ 100. Mày đặt được bao nhiêu con là mấy thằng nhậu nó mua, không còn con nào. Đi không Tư, đi kiếm qua. Ờ, có dịp mà bớt mà. Đi kỳ này chắc không ghé nhà Cẩm Tiên, có thể mình ghé nhà đời. Mùa bớt mưa bão mình lên đó mình. Mà sao mà biết mấy cái ông gài chuột cống đó kìa, để mình qua bển gặp ai không liền á. Có biết nó còn ở đó không, mười mấy năm nay tao biết nó còn ở đó. Bởi không? Gì? Không biết có qua là Covid rồi không. Ừ. Sợ gì. Qua không gặp. Hỏi thăm ta biết. Qua không gặp cũng như không. Tao thấy đời vậy, nó biết mà thì bị cái đảo nó cả ngàn cây số sao mình biết quá. Cả mấy trăm cây số. Cái chỗ con đời nếu mà mình có thuyền á, mình thuê mình đi qua bên Tà Lơn được, từ đó nhìn qua Tà Lơn thấy gần. Đâu có chỗ có mấy cây số. Đảo á. Có mấy cây số à. Ờ, nhìn thấy sát bên luôn rồi. Tà Lơn thì con đi qua nó gần có 3 cây mấy, 4 cây số, 4 cây số. Chỗ đời nó đi thả mực đời. 4 cây số. Mà ngạc có con gái mình qua đó không biết lên được không á. Tà Lơn hả? Dạ. Bị bên Campuchia không? Bởi vậy, biên phòng nó không cho lên á. Nếu mình không có giấy tờ, mình không có bách bo chạy đi. Bách bo đi qua nó họ không cho. Ừ, có bách bo mới đi được. Có người quen mà thằng đó bị nó quen mà nó già quá rồi. Chứ thằng đó đi tới đâu mấy thằng trẻ vậy dạt tới đó. Bị kêu nó ông Lục đó. Nó lớn nhất người Mỹ mà nó lớn, nó già. Yeah. Nó thông thạo đường xá. Bữa đó mình ghé nhà Hai Trang, mình ghé nhà thăm vợ chồng nó, kêu Hai Kích đó. Nó nhỏ hơn 4 năm tuổi. Không có bệnh không Tư? Thấy không bệnh không? Bệnh tai biến lạnh rồi. Tư là muốn lạnh rồi. Bệnh tai biến. Tai biến à? Ừ. Tai biến, người Hai Trang cũng tai biến. Sao dân giàu quá, ăn uống dữ. Nội mày vô nhà nó rượu mà rượu quý đó em, rượu con này con kia mà quý đó. Mấy chục hũ. Nhà của chú Hai không? Chú Hai Trang không? Hai Kích. À. Hai Trang nó giàu, mới giàu sau này. À. Cha con ca